Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Chiều và tối 18 tháng 6, Quế Trân tổ chức đám cưới bên biển với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Việt Với tông màu trắng, nâu chủ đạo, cô dâu mong muốn mang lại sự sang trọng, tinh tế cho ngày trọng đại các khách mời thoải mái đăng tải hình ảnh đám cưới lên mạng xã hội nhưng tất cả đều tôn trọng nguyên tắc không tiết lộ hình ảnh chú rể. Quế Trân sinh năm 1981 và lớn lên trong một gia đình có truyền thông nghệ thuật. Ngoài là con gái ruột của nghệ sĩ Thanh Tòng, cô còn là hậu duệ đời thứ năm của đại gia đình Tuồng cổ Bầu Thắng Minh Tơ. Quế Trân và chú rể trao nhau nụ hôn bên biển. Đây là hình ảnh hiếm hoi của chồng Quế Trân do ekip của cô cung cấp, nhưng cũng không rõ mặt. Người chồng tên là Quốc Bảo, là phó tổng giám đốc một công ty dệt may ở Long An. Trước đó, nữ diễn viên dặn các khách mời và giới truyền thông không đăng tải hình ảnh có mặt chồng. Các khách mời có mặt từ 16 giờ và dự hôn lễ, dự tiệc đến tối. Chia sẻ về việc chọn cỏ lau làm hình ảnh trang trí chủ đạo, nữ nghệ sĩ bày tỏ lý do chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thổi bé. Tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ một bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Chân là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Thật ra cỏ lau là một loài hoa có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão rông. Về lý do chọn biển là nơi tổ chức hôn lễ, Quế Trân nói biển là ước mơ từ nhỏ. Khi chưa biết gì về hôn nhân hay tình yêu, tôi đã muốn có một hôn lễ ngoài biển và nuôi dưỡng điều đó đến hôm nay. Tuy quan điểm về chiếc váy cưới hay tình yêu có thay đổi, ước mơ đó chưa bao giờ thay đi ư nghệ sĩ tâm sự sau sự nghiệp thành công chị cũng muốn có một gia đình đầm ấm như bao người phụ nữ. Nhưng với đường tình, mọi thứ đều do duyên số nên Quế Trân không cưỡng cầu. Là một trong những cái tên đang viết tiếp những trang sử mới cho gia tộc cải lương danh tiếng minh tờ, Quế Trân luôn ý thức được trách nhiệm trong từng quyết định, sự lựa chọn của mình. Cải lương đang đi qua thời điểm nhiều khó khăn nhưng Quế Trân vẫn luôn nuôi trong mình sự lạc quan, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Và trong tương lai đó, khi sự nghiệp đã có những dấu mốc nhất định, Quế Trân cũng nghĩ về hạnh phúc cho riêng mình, thật nhỏ nhoi như bao cô gái ngoài kia. Quế Trân, trước giờ, tôi vẫn chủ động được mọi thứ. Việc ca hát, tôi có lịch và chủ động nhận lời mời phù hợp với quỹ thời gian mình có. Còn việc họp hành cũng có những kỳ nhất định. Trong đó, cải lương, chuyện làm nghề vẫn có sự ưu tiên hàng đầu. Đó là đam mê, hơn nữa còn là nghề cha truyền con nối mà tôi phải giữ gìn, tôi vẫn rất tham và muốn làm việc. Hơn hết, tôi vẫn mong sẽ tiếp tục có được những vai diễn cải lương ấn tượng để nối dài con đường của gia tộc. Khán giả biết và yêu mến tôi qua cải lương. Vì thế, tôi sẽ luôn cố gắng để làm sáng nghề hơn nữa. Tôi chưa bao giờ ngừng mơ ước sân khấu sẽ luôn sáng đèn, những vở cải lương sẽ luôn được khán giả đón nhận truyền hình hiện tại cũng là phương tiện để giới thiệu cải lương đến với khán giả tôi cho rằng bất kỳ kênh phương tiện nào cũng có giá trị để góp phần quảng bá cải lương thời gian qua sân khấu có sự khởi sắc ngoài nhà hát cải lương trần hữu trang thì các sân khấu xã hội hóa cũng không kém cạnh bán vé tốt có lượng khán giả ổn định các sân khấu cũng có khán giả ruột nếu duy trì được việc này tôi nghĩ chúng ta cũng không nên quá bi quan Bên cạnh những vở diễn phục dựng, các sân khấu cũng đầu tư cho những vở mới. Trong năm 2019 tôi có vai nàng út trong chuyện tình khâu vai, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trước khi diễn, chúng tôi có chuyến đi thực tế ở Hà Giang để trải nghiệm. Chúng tôi siêu tập những hiện vật ở đó để trưng bày, phục vụ cho sân khấu. Ngoài ra, yếu tố truyền thông cũng được chú trọng hơn. Ít nhất, cải lương ở thì hiện tại đã có sự bắt nhịp kịp thời với xu hướng hiện tại mỗi thời cải lương sẽ tiếp cận khán giả theo một phương thức khác nhau sau game show khán giả lại đang có dấu hiệu trở về với sân khấu truyền thống ngay thời điểm này cần nhất là việc đầu tư sản phẩm chất lượng để có thể níu chân được khán giả trong chương trình trăm năm nguồn cội tôi đóng thượng dương hoàng hậu vai cá tính hơn tôi thích có nhiều cơ hội để thử sức mình như thế xem bản thân có thể chinh phục được hay không. Anh Quang Thảo cũng góp ý tôi đã quá quen thuộc với khán giả qua những hình ảnh hiền dịu nên cần có sự thay đổi. Tôi thích sự trải nghiệm nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Mong muốn và năng lực luôn có khoảng cách. Nếu khám phá thành công thì tuyệt vời. Nhưng không làm được thì ảnh hưởng nhiều thứ xung quanh. Năm 1999, khi tôi bắt đầu đến với sân khấu, cải lương đã có những dấu hiệu đi xuống tôi cũng có cảm giác như các bạn trẻ bây giờ tôi lo lắng và từng ước giá như mình sinh sớm hơn vài năm nữa tôi cũng trải qua một thời gian chật vật mới tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình nhưng sau này khi nghĩ lại tôi lại thấy còn may mắn khi thời điểm đó khán giả còn mến còn yêu cải lương còn đón nhận nghệ sĩ trẻ tôi không chỉ là người may mắn cuối cùng của gia tộc minh tơ mà cả với thế hệ đi sau sau này gần như sau tôi những bạn trẻ đều khá chật vật với nghề. Năm 18 tuổi, tôi đoạt giải thưởng Trần Hữu Trang. Chương trình này được truyền hình trực tiếp. Thời điểm đó, chưa có nhiều chương trình như thế, cũng chưa có nhiều loại hình giải trí mới như hiện tại nên đêm trao giải đó rất được mong chờ. Sau đó, tôi được mọi người biết đến phạm vi rộng rãi. Hiện tượng, với cải lương cũng thật sự cần nhưng để đi dài với nghề này lại phải theo kiểu mưa dầm thấm lâu nghệ sĩ phải bền bỉ với nghề bên cạnh tài năng và tình yêu thời điểm bắt đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản làm hết sức lúc đó không có công nghệ lăng xê quảng bá cũng không có chiêu trò như hiện tại tôi làm việc đều thuận theo tự nhiên ai mời ở đâu sẽ đến đó hát tôi lớn dần với tình thương yêu từ khán giả vì thế việc tôi làm nghề cũng khá dễ chịu nhẹ nhàng và hầu như không vướng bất kỳ áp lực nào cha có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ riêng tôi mà cả những anh chị em bên ngoài không chỉ người trong gia đình mà với bất kỳ ai có niềm đam mê với cải lương cha tôi đều sẵn sàng chỉ dạy tận tình truyền nghề trong số đó cũng đã có những người thành danh với nghề trước nay cha tôi chưa bao giờ áp đặt điều gì lên con cháu dù cha tôi muốn con theo nghề nhưng cũng không ép buộc. chẳng hạn như anh trai tôi không theo nghề cha tôi vẫn vui ông ủng hộ mọi người được phát triển tự do với khả năng mà họ có nhưng sự tự do đó không khiến tôi tự mãn cha tôi luôn nhắc tự mãn tự phụ sẽ dẫn đến tự diệt tôi không chỉ cố gắng cho mình mà còn là sự tiếp nối truyền thống gia đình giữ gìn nghệ thuật truyền thống cho dân tộc lý tưởng đó tôi lĩnh hội từ cha mình sự lăn xả hy sinh của cha cũng như các ông bà cô chú với nghề luôn thôi thúc tôi có trách nhiệm với nghề sẽ có những khó khăn nhưng tôi đều vượt qua tất cả nhờ những điều này có những điều chúng ta mong muốn nhưng không phải lúc nào cơ hội cũng đến đôi lúc nghề cần có duyên và sự may mắn tôi không có sự chỉnh mảng hay cơ hội đến mà không làm chỉ một điều rằng tôi luôn có sự đắn đo suy xét kỹ trước mọi quyết định hiện tại tôi không còn như trước có thể trải nghiệm thử hết mọi thứ. Tôi lo một lựa chọn sai có thể khiến khán giả cảm thấy không hài lòng. Dĩ nhiên, trong những sự cân nhắc đó cũng có lúc tôi đánh mất cơ hội, nhưng tôi tin điều gì của mình sẽ là của mình, không phải có dành, có cố đến mấy cũng không có được. Con đường của tôi, nhiều người nhìn vào bảo êm đềm và thực tế nó cũng như vậy. Tôi sống và làm nghề đơn giản. Tôi và mẹ nương tựa vào nhau khi cha qua đời sức khỏe mẹ tôi bắt đầu xấu đi. Thật sự, tôi hết sức yếu đuối nhưng gia đình không còn ai. Nếu tôi không mạnh mẽ thì không thể lấy ai mạnh mẽ thay tôi. Tôi đã quá quen với cuộc sống đầy đủ cha mẹ, luôn có niềm vui, tiếng cười, sự đầm ấm. Cứ mỗi lần ai nhắc đến, tôi lại khóc. Có thời gian, tôi nhốt mình ở trong nhà. Bao nhiêu lời mời đi hát, tôi từ chối hết vì lòng mình tan nát cả rồi. Mình nhận bước lên sân khấu hát không tròn vẹn lại có tội với khán giả điều đó còn khiến cha tôi buồn hơn nữa sự ủ rủ khiến tôi bỏ qua mọi cơ hội nhưng sau đó mẹ động viên tôi tiếp tục làm nghề tôi luôn nhớ cha dặn con của thanh tòng làm sao coi cho được cha tôi không yêu cầu cao nhưng làm phải hết mình trách nhiệm tử tế với việc mình nhận các cô chú hay tin tôi trốn liền động viên vực dậy tinh thần tôi mọi thứ tác động cùng lúc tôi trở lại sân khấu mà thật sự qua một thời gian không đi hát tôi nhớ khán giả kinh khủng trở lại tôi hát như chưa từng được hát nếu không đi hát tôi cũng không thể làm nghề khác được đẹp và thông minh đều cần nhưng rõ ràng một người có tính cách rõ ràng thông minh sắc sảo luôn dễ dàng thu hút người đối diện những điều đó giúp họ tạo được dấu ấn khó phai chứ không chỉ thoáng qua như diện mạo bên ngoài vẻ đẹp trí tuệ lâu bền hơn nhưng bản thân tôi vốn dĩ thuộc tuyếp phụ nữ nữ tính nhẹ nhàng vì thế tôi cũng không cố gồng mình để biến mình trở nên cá tính hơn đối tượng khán giả của tôi có đặc thù riêng họ không như khán giả trẻ bây giờ nên chưa chắc việc tôi thay đổi sẽ vừa mắt họ tôi mong muốn bản thân mình sẽ dung hòa được hai yếu tố truyền thống và hiện đại quy luật thời gian không ai tránh khỏi nhưng so với một số lĩnh vực khác tuổi thọ nghề của nghệ sĩ cải lương khá dài. Bây giờ, nhiều cô chú nghệ sĩ kỳ cựu vẫn còn đứng sân khấu, vẫn còn được vào vai hợp lứa tuổi. Khán giả vẫn đón nhận. Vì thế, điều đó luôn giúp tôi có những suy nghĩ tích cực. Thời điểm nào cũng sẽ có những nhân dạng phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. ยินดีต้านรับกลับา